Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, các nhà khoa học Nga đã khám nghiệm và phân tích xác cho sói cổ đại bị chôn vùi 44.000 năm trong lớp băng vĩnh cửu ở vùng Yakutia. Đây được coi là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy về loài này. Các chuyên gia cho biết xác con chó sói được trưởng thành, được tìm thấy ở Yakutia có bộ lông, xương, cơ quan nội tạng cũng như hàm răng còn nguyên vẹn. Đây cũng là xác chó sói lâu đời nhất từng được khám nghiệm với dạ dày được bảo quản biệt lập. Nhà khoa học Albert Protoporov, Viện Hàn Lâm Khoa học Yakutia cho biết đây là động vật săn mồi lớn nhất và rất năng động. Chúng nhỏ hơn sư tử núi và gấu nhưng rất nhanh nhẹn, một loài thú săn mồi đáng gờm. Nhóm nghiên cứu cho biết việc khám nghiệm xác cho sói sẽ mang lại nhiều lợi ích bởi vi khuẩn sống có thể tồn tại trong hóa thạch động vật suốt nhiều thiên niên kỷ là nhân chứng của thời cổ đại. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp giới khoa học tăng cường hiểu biết về quần thể vi khuẩn cổ xưa, chức năng của chúng và khả năng ứng dụng trong y học và công nghệ sinh học hiện đại. Xác con chó sói này được người dân địa phương phát hiện năm 2021 ở độ sâu khoảng 40 mét bên bờ sông ở Yakutia, khu vực lạnh nhất của nước Nga. Ước tính con chó sói này sống trong niên đại từ cuối thế kỷ canh tân 2,6 triệu đến 11.700 năm trước. Xác của nó được bảo quản trong tình trạng tốt nhờ bị chôn vùi bên dưới lớp băng vĩnh cửu. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ Thường Nga 6 của nước này đã thu thập được gần 2 kg mẫu đất đá từ vùng khuất của mặt trăng. Các mẫu vật này được lưu trữ và dành cho các mục đích nghiên cứu khoa học. Tàu Thường Nga 6 mang theo các mẫu đất đá đầu tiên trên thế giới được thu thập từ vùng tối của mặt trăng đã hạ cánh tại khu vực tự trị Nội Mông cách đây 3 ngày. Trong một buổi lễ được tổ chức sau đó tại Bắc Kinh, các mẫu đất đá này đã được chuyển vào các nhóm nghiên cứu để lưu trữ và xử lý. Sứ mệnh của con tàu này được đánh giá là một thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại về khám phá mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong hệ mặt trời. Các nhà khoa học kỳ vọng trong số các mẫu vật mà tàu thứ Nga 6 mang về bao gồm đá núi lửa 2,5 triệu năm tuổi và các vật liệu khác có thể giúp giải đáp những thắc mắc về sự khác biệt địa lý ở hai mặt của mặt trăng cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, một vệ tinh của Nga đã vỡ thành hơn 100 mảnh vụn trên quỹ đạo chỉ trong một đêm, buộc các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS phải ẩn náu trong tàu vũ trụ trong khoảng một giờ đồng hồ. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến vệ tinh quan sát trái đất của Nga vốn đã ngừng hoạt động vào năm 2022 bị vỡ. Công ty theo dõi không gian leo láp cho biết các radar của Mỹ đã phát hiện ra vệ tinh đang giải phóng một đám mây các mảnh vụn trên quỹ đạo trái đất tầng thấp vào đêm 26 ngày 27 tháng 6. Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ nhận thấy không có mối đe dọa tức thời nào và tiếp tục tiến hành đánh giá tổng hợp thường xuyên để hỗ trợ sự an toàn và bền vững của lĩnh vực không gian. Hiện Nga chưa có bình luận về các thông tin trên. Chính phủ Đan Mạch trong tuần này đã chấp thuận áp dụng thuế phát thải carbon đầu tiên trên thế giới đối với ngành nông nghiệp nước này. Theo đó, nông dân chăn nuôi bò sữa ở Đan Mạch sẽ phải trả số tiền thuế carbon hàng năm là gần 100 đô la Mỹ cho mỗi con bò vì lượng khí thải làm Trái Đất ấm lên mà bò tạo ra. Cụ thể, mức thuế hàng năm 96 đô la Mỹ trên mỗi con bò sẽ được áp dụng từ năm 2023 và sẽ tăng lên thành 241 đô la Mỹ vào năm 2035. Trong hai năm đầu tiên, số tiền thu được sẽ sử dụng cho việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp và sau đó sẽ được đánh giá lại. Theo Viện Nghiên cứu Môi trường Contito, trung bình bò sữa tại Đan Mạch chiếm phần lớn đàn gia súc tại nước này thải ra khoảng 5,6 tấn khí tương đương CO2 mỗi năm. Đan Mạch đã đặt mục tiêu giảm 70% lượng khí thải từ mức năm 1990 vào năm 2030, đồng thời đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045. Trong số những người leo Everest năm nay có một nhóm không đặt mục tiêu tới đỉnh, họ dọn hàng tấn rác và đưa các thi thể xuống núi. Trên sườn dốc của Everest, biến đổi khí hậu khiến băng tuyết mỏng đi, lộ ra thi thể của hàng trăm người leo núi đã chết trên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, 8.849 mét. Aditya Kaki, thiếu tá quân đội Nepal, là chỉ huy nhóm leo núi gồm 12 quân nhân và 18 nhà leo núi, đang thực hiện chiến dịch dọn dẹp đỉnh Everest và các đỉnh Hose, Nuptse liền kề. Đây là chiến dịch cho quân đội Nepal tiến hành từ tháng 4 với mục tiêu giảm tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đây là lần thứ tư Nepal tiến hành hoạt động này kể từ khi khởi động chương trình năm 2019. Nhóm đã tìm được 5 người chết, trong đó có một người chỉ còn là bộ xương. Hơn 300 người đã thiệt mạng từ khi những người thám hiểm đầu tiên đặt chân lên Everest những năm 1920 và riêng mùa leo núi năm nay đã có 8 người chết nhiều thi thể ở lại trên núi, số thì bị tuyết che lấp, số thì bị kẽ nứt trên sông băng nút chừng. Thậm chí người ta còn đặt biệt danh cho những thi thể mặc trang phục bắt mắt, nằm lại trên đường leo núi để đánh dấu các địa điểm như giày xanh hay người đẹp ngủ trong rừng. Người chết thường được cho vào túi đựng xác, đặt lên máng trượt để kéo xuống núi. Chiến dịch thu gom thi thể và dọn dẹp rác sử dụng ngân sách hơn 600.000 đô la Mỹ, tuyển dụng 171 hướng dẫn viên và người khuôn vác để đem xuống núi hơn 11 tấn rác. Trên đường lên đỉnh núi, người ta bỏ lại lều, thiết bị, leo núi, bình ga rỗng.